Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 15 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, vùng áp thấp nóng nguyên nhân gây ra nắng nóng đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần. Do vậy, trong khoảng 3 ngày sắp tới, tại khu vực Bắc Bộ, mưa sẽ không xảy ra nhiều. Có chăng chỉ còn xảy ra tại một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc, chủ yếu trong đêm nay và rạng sáng ngày mai với lượng không nhiều. Vào ban ngày thì trời có nắng nhiều hơn và nền nhiệt cũng trên đà tăng dần. Nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ trong ngày mai và nhanh chóng gia tăng từ ngày 17 với mức nhiệt trưa chiều dao động là từ 35 cho tới 37 độ, có nơi còn cao hơn. Nếu có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoài trời hay tham quan du lịch trong những ngày cuối tuần, thì quý vị nên lưu ý cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể và bổ sung thêm rau xanh trong khẩu phần ăn. Bên cạnh đó, nên hạn chế lưu thông với thời điểm giữa trưa, đầu giờ chiều khi mà nắng khá gay gắt nhất. Với các tỉnh thành Trung Bộ là tâm điểm của đợt nắng nóng lần này, sự bao trùm của hoàn lưu khối khí khô nóng trên cao kết hợp với hiệu ứng phơn chính là nguyên nhân làm nắng nóng gia tăng trên diện rộng tại khu vực này. Kính thưa quý vị, trong khoảng 3 ngày tới, cường độ nắng trong ngày có thể kéo dài từ 9 đến 11 tiếng với mức nhiệt trưa chiều ở vào khoảng từ 35 cho tới 38 độ. Nhiều nơi có thể cao hơn như là tại Tây Hiếu, Con Cuông hay là Đô Lương, Nghệ An. Chính vì vậy, mức độ cháy rừng cũng đang được cảnh báo ở mức là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm cho các cánh rừng nơi đây, nên bà con cần nêu cao tinh thần phòng cháy, chữa cháy rừng. Phần còn lại của khu vực miền Trung, khu vực từ Khánh Hòa trở vào cho tới tận Bình Thuận, thì nhiệt độ và độ ẩm vẫn tương đối ổn định. Mức nhiệt cao nhất ngày đạt ở mức là từ 34 cho tới 35 độ. Thời tiết sẽ dễ chịu hơn khi những cơn mưa rào bất chợt vào chiều tối. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động với cường độ trung bình đến yếu. Trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời chỉ có mưa rào vào thời điểm chiều tối và đêm. Còn ban ngày, trời có nắng với mức nhiệt trưa chiều ở vào khoảng từ 30 cho tới 33 độ tại Tây Nguyên và từ 32 cho tới 35 độ tại Nam Bộ. Thời tiết nhìn chung vẫn khá thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nhận định chung về tình hình thời tiết hiện nay và tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trong cả 3 ngày tới, ban ngày trời phổ biến không mưa, ngày nắng. Phía đông nam của khu vực ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ tăng dần mỗi ngày, cao nhất ngày mai đạt ở mức là từ 31 cho tới 34 độ, đến ngày 18 thì tăng lên ngưỡng là từ 33 cho tới 36 độ. Phía đông bắc bộ, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến là từ 33 đến 36 độ, 2 ngày tiếp theo tăng thêm và đạt mức là từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 16 đến ngày 18, trời phổ biến mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, thời điểm trưa chiều nhiệt độ tăng cao và đạt mức là từ 36 cho tới 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong cả 3 ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày đạt trong khoảng từ 34 cho tới 37 độ, phía Bắc khu vực có nơi trên 37 độ. Trở vào Tây Nguyên, từ ngày 16 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khoảng thời kỳ là từ ngày 17, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ trong ngày mai, sau tăng nhẹ khoảng 1 độ trong 2 ngày 17 và ngày 18. Khu vực Nam Bộ, thời tiết chủ đạo trong cả 3 ngày tới là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày mai đạt mức là từ 31 cho tới 34 độ, sau tăng nhẹ khoảng 1 độ trong 2 ngày 17 và ngày 18, phổ biến dao động là từ 32 cho tới 35 độ. Thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới, ban ngày mây thay đổi, trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng từ 33 cho tới 36 độ, 2 ngày tiếp theo tăng thêm và đạt mức là từ 34 cho tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trên biển, vùng biển quần đảo Hoàng Sa tiếp tục duy trì thời tiết tốt, gió hoạt động ở mức là cấp 4, cấp 5, phổ biến không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng, thời tiết tại cả hai quần đảo đều thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.